Chào cả nhà nghe. Hôm nay mình xin giới thiệu dòng xe Yamaha FX26. Đó, xe này là có mui luôn nha. Đây là mui nguyên zin của Nhật nó thiết kế nha cả nhà. Nó thông minh không? Thiết kế cái mui rất là đẹp luôn á. Đó, cả nhà nhìn sơ qua xe này. Giờ mình xem thông số lốp nha. Lớp trước là được thay lớp mới rồi cả nhà nha. Thay lớp mới Tyrol của Hàn Quốc 716. Mâm nè, mâm còn đẹp luôn nè. Ốc vít là còn đen luôn, đen mới. Giờ mình xem lớp sau. Lớp sau là lớp nguyên zin của Nhật nha cả nhà. Lớp sau cũng còn đẹp lắm. Lớp sau chạy lớp 12.424. Này mâm này, mâm nguyên zin của Nhật, ốc vít còn sáng lóa luôn. Ở nhà xem phía sau của nó này. Đùi xe nè, ở nhà xem đùi xe này, đùi không? Đùi nó bự ghê lắm, to lắm. Đó, nhà xem. Không hề có một tí nhớt nào đâu nha. Đó. Thôi tại nhà đi kia chưa? Còn bóng loáng luôn nha. Nước sơn á, còn bóng còn sáng đẹp luôn. Chắc là nó ít chạy sao, chỉ có hơi rỉ rỉ một xí thôi. Đấy, cả nhà nhìn đùi nó ghê không? Đùi rất là to luôn nha. Đó. Đó, đùi to này. Không có bị nhớ gì đâu cả nhà nghe. Đó, đùi to chưa? Xe này là có bên nghiêng luôn nha. Đó, bên nghiêng nè. Tím nè. Đây là chữ của Nhật nha. Giờ mình đi xe máy nha. Giờ cả nhà xe máy nè. Cả nhà xem nha. Volvo nè. Volvo con này là còn đẹp lắm nha. Đó. Cả nhà xem Volvo nè. Volvo mà coi chỗ này nè. Chưa rỉ luôn. Chưa rỉ luôn nha cả nhà. Coi nè. Còn tem mát luôn nè. Đây. Trên máy mà vẫn còn nguyên mát hình chữ Nhật luôn nè cả nhà. Máy nó còn mới lắm, nó còn bóng luôn. Đó, cả nhà xem. Cách nước. Cách nước còn mới lắm nha cả nhà nha. Còn mới mà cánh quạt thì còn trắng tinh luôn. Cách nước còn mới còn đẹp. Đây là bình trợ lực nè, trợ lực tay lái nè. Cả nhà xem cách nước nha. Đó. Nước là sạch luôn, trong luôn nha, không có bị bẩn đục gì luôn nha. Giờ mình xem máy nè. Xe này là 4 máy nha cả nhà. Ốc vít là còn sáng luôn nha, chỉ có là tróc sơn thôi á. Nè, nó sơn ra mà còn sáng như là ốc vít mới luôn á. 4 máy. Nước nè, xanh luôn. Đẹp chưa? Máy nó còn đẹp lắm. Máy nó còn mới lắm cả nhà. Đây là dòng chữ của Nhật luôn nè. Rồi cả nhà nhìn nha. Dòng chữ mà tem của nó mà còn mới chưa tắt luôn á.
xem dưới gầm. Đó, mà nhìn ốc vít chứ ghê chưa. Ốc vít mà sáng cỡ này luôn nè, còn vàng chóe luôn. Gọi là có sơ sơ róc 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 tí thôi chứ còn quá đẹp. Nhìn gầm, ở nhà nhìn gầm xe này. Nhìn xe chưa, không có hề có rỉ nhớt gì đâu cả nhà nghe. Giờ mình quay cầu trước cho cả nhà xem nha. Đây là cục tạ của nó nè. Tạ này FX26. Đó, ở nhà thấy hoành tráng không? Xe đẹp nha. Con này là trên 90% nha cả nhà. Con này máy tốt lắm. Bây giờ cả nhà nhìn cầu trước nè. Cầu trước là khô ráo sạch sẽ, chưa hề có một tí nhớm nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy chưa, cái nó mới chưa, mới đẹp chưa. Nhà xem đó, cả nhà thấy gầm xe chưa. Đây, mặt của nó luôn, mát của nó luôn này. Đó, còn đó. Giờ mình xe không nè. Nhìn cái mới chưa. Đó, xe này còn mới lắm. Đó, cả nhà nhìn nè. Mát ở đây mà còn sáng luôn, còn màu vàng luôn nè. Giờ mình nhìn cái gầm xe nha. Đó, cả nhà thấy nhìn gầm xe chưa. Gầm xe nó còn sáng mà chỉ có gọi là rỉ sét sơ sơ một tí ở phía dưới thôi nha cả nhà nha. Đẹp luôn á. Xe này là có máy che nha cả nhà. Máy che của Nhật thiết kế ra này. Đó, rồi bây giờ mình nổ máy cho cả nhà xem nha. Chạy được 527 giờ nha cả nhà, chạy quá ít luôn. Giờ mình đề máy nè. Nhà xem. Không có tí khói luôn nha. Đó. Mình xin chào cả nhà nghe.